Hôm nay mình đi giao cán yến cho một tại yến cũng gần đây nha mọi người. Đây ai có nuôi yến thì sử dụng con ấu trùng rùa yến đen này, là mình để trong cái gần cái nhà yến mình á. Cái ấu trùng nó mới nở ra thành con rùa yến đen á, thì con yến mình nó sẽ bay lại nó ăn, thì nó cũng là một cách giữ yến để cho yến nó có cái nguồn thức ăn cho nó ăn á, nó không bỏ đi á. Nó cũng thu hút mấy con yến mới nó tới, nó làm ổ rồi á. Nói chung là mình cũng không rành yến lắm, nhưng mà một số tại yến cũng đang liên hệ mình để nó mua cái sản phẩm này á. Thì cái size mà để cho chim yến ăn thì nó phải như nhỏ hơn cái size bình thường nha. Cái size giống thì nó to lắm. Đó mất tiêu người à, đây nó nhỏ xíu vậy nè, nó khoảng một chừng 1 cm à, 1,5 cm chứ. Cái tầm đó thì con yến nó ăn mới được. Thì ai có tại chim yến mà gần Củ Chi thì có thể liên hệ mình để mình, nếu mà ban đầu mình muốn thử á thì mình có thể là tặng luôn cũng được, tặng khoảng 1-2 kg về luôn, các bạn nhớ thử coi nó có hiệu quả hay không á, thì cho mình kết quả thì để coi mình coi cái sản phẩm nó như thế nào á. Đây như đây là khoảng 100 kg kén vượn đen để giữ yến nha. Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ với mình nha. Yeah. Okay.